Hôm nay trời nắng chang chang, các chị đi ăn cỗ chẳng mang cái gì. Chỉ mang một cái túi gì. Mang một cái bánh mì con à. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tiên sinh sẽ đưa quý vị và các bạn đến xã Xuân Long để dự sinh nhật của một cụ nhà cô. Bà cụ 80 tuổi phải không chị? Các chị ở gần đây không chị? Chị ở Tân Thành. Tân Thành đến tận đây rồi. À thế à, đến lâu chưa chị, vừa đến à? Vừa đến. Vâng. Ôi mọi người đến đông nhỉ. Chúng ta sẽ ra phía bên ngoài này nhá. Khách đến đông lắm rồi. Các khách quý đang đến đây rồi. Các chị đón khách xinh tươi quá. Chụp ảnh nào, em chụp ảnh nhá. Không thấy hết người. Cười tươi nào các bà ơi, các chị ơi. Khách đang đến đông lắm này. Đấy. Mấy chị gái sao lúc nào cũng xinh thế. Nhưng mà ngược nắng. Các thiếu nữ này lên rồi. Thầy đến đông lắm rồi. Hôm nay đông lắm chị nhở? Đông mà. Bao nhiêu mâm đấy chị? Đấy. Bao nhiêu ạ? 80 mâm á? Vâng, 80 mâm. 80 mâm. Dạ. Sao em lấy ôi giời, đẹp xinh nhất hội rồi. Làm thế người ta. Anh lên đâu chị? Ngày 25 à? Thế à? Thế lấy cái khác nhá. Thế cái đấy xinh mà. Bà Then. Hả? Bà Then đâu nhỉ? Bà Then. Chào bà Then nhé. Mì mì á? Cái chị chủ nhà bé béo kia. Vừa ngồi đây này. Ôi, em đi thăm vườn ngô thì đã. Vườn ngô đây, vườn ngô đây. Trên kia là đồi núi chập trùng nhá. Nhà căng dạp đẹp lắm, màu hồng luôn. Đi đón khách đã. Các cô các chị vào đi. Sắp ăn cỗ không nhìn thấy mặt đâu mà gì, chỉ quay đi quay ngô thôi. Đi quay ngô. Ui bắp ngô này vừa to vừa có nhiều râu này. Đấy, quay ngô. To thế nhở, ngô đấy to nhở. Đấy, các cô khách xinh tươi đang đến đây. Vâng. Xấu hổ lắm, tiên sinh ơi, cầm một dàn. Vẫn nhận ra tiên sinh nữa. Các anh còn trang điểm thế này nữa này, thấy chưa? Chuẩn bị lên cô. Chào các cô nhé, ôi cô đến rồi à? Cô Yên Trạch đấy. Vâng ạ, cháu vừa đến xong. Hôm nay trời nắng quá, trời đẹp quá này. Ấy ơ, chị gái Yên Trạch đến rồi. Không chờ các anh đi cùng à? Trai này mà. Đi còn con trai này phải không? Ngoài kia con người không anh? Đấy các trai đẹp lại Yên Trạch như này. Chào nhá. Vâng, chào nhá. Chào Yên Trạch với chiến thắng chứ. Em chào các anh nhá.
Ấy giờ anh đi sau đẹp trai nhất. Đấy. Lại đi cùng, đi sau cùng thôi. Vâng. Trên kia có một cái, trên đồi kia có một cái nhà kìa. Tít trên đồi luôn. Ở dưới, dưới là vườn ngô sum suê sum suê. Khách trên này chưa xuống à? Khách trên này còn ít người thôi. Bây giờ chúng ta quay lại, trở lại, chúng ta lên nhà nhé. Ôi dồi, làm cái gì thế? Đi lên nhà đi các anh ơi. Vâng, có ngày chắc chắn đến thì phải lên rồi. Nhưng mà bởi vì sau vài phút đã. Ô, đây, cái đường này còn nhìn xe rộng. Đi anh. Anh thầy nhớ đẹp trai. Ô, để em cầm cái này cho. Ừ, đi đâu, đi đâu. Không, chú cầm thì ai cầm. Vâng. Đi lên xem gia đình dọn cỗ nha. À, em lên lâu chưa? Vào lâu chưa? Mới vào à? Kia này rung lắm. Ờ rung à, rung, các chị bảo rung rung thì mới thích. Rung rung thì mới mát. Xem rung nó mới thích, nếu mà êm quá lại không thích đâu. Tí làm chén nhá. Ờ tí làm chén, chị nhờ. Vâng, làm gì? Hả? Tí làm chén. Tí làm chén. Ờ. Ấy ờ, chị học đằng sau xinh thế. Đón khách, đón khách. Đấy là ấy giờ các chị đứng xếp hàng đón khách vơ, chỉ riêng bắt tay đã mỏi tay rồi. bắt tay mỗi người một cái đã mỏi tay rồi. Rồi em chào các chị. Vâng ạ. Lên nhà đi. Lên trên nhà. Lên trên ôi mọi người đã ăn cỗ rồi á. Hôm nay là sinh nhật bà cụ 80 tuổi ở đây nhá. Tôi đồng khách đến này. Đồng khách đến lắm rồi đây. Các anh chị đang hát thi đây. Đó. Vâng, chào chào chào. Tí nữa. Tí nữa. Tí nữa. Đây là gia đình đây nhé, đi vào gia đình xem. Chào các chú ạ. Chào các bạn. Chào các anh ạ. Cháu nói chuyện với bà một tí. Cháu chào bà. Hôm nay sinh nhật bà, cháu chúc xin mừng sinh nhật bà nhá. Vâng, chúc bà sống lâu 120 tuổi. Thế hôm nay vui không bà? Hả? Hôm nay có vui không? Vui rồi. Vui lắm nhỉ? Đông các con các cháu về, các bạn bè nó về. Thế hôm nay bà có hát xì tí nào không bà? Bà không hát già, không hát xì đâu á. Thế là chỉ nghe các cháu hát thôi nhỉ? Vâng. Vâng ạ, à. Hôm nay ăn đông lắm bà nhỉ? Vui lắm. Ê, con dâu đầu của bà đây này. Con dâu đầu ấy. Vâng ạ, à, con dâu đầu là chú ở trong miền Nam đấy phải không? Con trai cả của chú đây này. Con trai cả của bà đây rồi. Hôm nay ra thấy nhiều người hát chi vui lắm. Vui lắm ạ. À. Chú ở trong miền Nam mà nhỉ? Ờ, chú miền Nam ra. Ờ, tỉnh nào chú? Ở đây, con trai đầu. Con trai cả của bà cụ đây, nhưng mà đi vào trong miền Nam ăn làm ăn rồi. Ơ, lại có con dâu cả xinh thế này vớ. Đi Hàn mấy năm rồi? 94 đi rồi. Vâng. 94-96. Vâng. Thế hôm nay là vì thấy như là các anh em từ hôm nay thì sinh nhật bà.
còn giữ được cái bản sắc văn hóa thì làm như này thì mọi làm cũng cười lắm rồi đấy. Vâng ạ. Tí các anh có hát bảo ca này hơn không? Có nhưng mà cũng là có mấy anh em với bác. Vâng. Là buổi sáng nay là 9 giờ ăn cơm xong thì 10 giờ hát si đến hôm nay là bao nhiêu giờ nhỉ? Bây giờ là 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ đấy. Ồ, hát si từ sáng đến giờ rồi. Sáng đến giờ. Ê, bà vui lắm nhỉ? Tối nay nón mi đắc luôn nhỉ? Nón cố đắc cứ cái bảo. Từng ba năm thải. Thôi cháu đi ra ngoài cho xem mọi người hát si một tí nhá. Vâng ạ. Đây là con trai út nữa, con trai út của bà. Vâng, rót rượu làm một chén mời. Uống cùng nhau nhá. Đúng rồi. Mới vui. Đây là hai con trai của bà. À đây chứ. À không phải, đây thôi. Không ấy, anh bạn mà. Bạn thôi. Vâng. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Vâng ạ. Vâng, mời các anh nhá. Cùng chúc sức khỏe bà, chúc mừng sinh nhật bà nhỉ. Sinh nhật bà. Vâng ạ. Thế bà hôm nay là gần 90 tuổi đấy. Vâng, vâng. Bà vẫn còn khỏe lắm. Vâng, bà vẫn còn khỏe lắm. Bà còn đang chuẩn bị quàng khăn mới kìa. Cái hàng ca hát. Vâng, uống hết giờ nào. Mời các anh ạ. Mời. Vâng ạ. Hết rồi. Vâng ạ. Vâng ạ, đi ra ngoài hát thi hết rồi. Vâng ạ. Đi yêu nhau hết rồi. Vâng, đi yêu nhau hết rồi. Đi hát thi thôi. Nhiều ảnh đẹp quá nhỉ, các cụ. Đây này, các ông cụ, các bà cụ còn giữ được 3-4 đời trước rồi đấy. Vẫn giữ được ảnh đẹp nhỉ. Ảnh đẹp đấy. Vâng ạ, ảnh đẹp thế nhỉ. Đấy. Đẹp thật đấy. Ngày xưa chụp được cái này vâng. Mọi người đang cổ đông lắm rồi. Bây giờ mới đến 10, chưa đến 10 giờ. Chú đón khách phải không? Các chị gái Vân An. Chị May dẫn đầu trưởng đoàn. Ấy giờ các chị gái hàng vài nữa. Chị bay đi sau cùng. Lắc đầu đi. Xem đến. Bây giờ ở đằng sau này nó cũng có cỗ đi đằng sau nhé. Cháu đi ra đằng sau tí ạ. Tiến sinh. Dạ. Chào anh ạ. Em đi ra lên đằng sau tí. Vâng ạ. Các chị đang lên. Ôi, cái cầu thang này hay nhỉ. Ồ, trên này đẹp thế. Ô, trên này đẹp ghê. Ấy giời. Chào các bà, các cô với các chú. Chào chú. Ô, trong này ăn cố đông thế. Em chào anh nhé. Đông vui nhỉ. Em chào anh. Vâng. Anh đón khách à? Vâng. Ôi, trong này đông thế. Đông lắm. Không nhận ra luôn. Ôi, trong này đông nhỉ. Ừ, trong này sắp đầy. Đẹp nhỉ, có hàng cái đào đây này. Hôm nay có view đẹp lắm đấy anh ạ. Có view đẹp. Em lên đây à? Ừ. Em mua hộ đây à? Vâng. Ừ. Mọi người ăn cơm xong chưa? Bây giờ mới chuẩn bê mới chuẩn đi ăn vào. Mới chuẩn bị. Dạ. Mấy chị này phụ trách nồi cơm. Ồ, được. Không quay đâu.
nồi cơm ăn bao giờ mới hết. Quay sang bên trên kia thôi. Xem nồi cơm tí thôi mà. Cơm này hơi cứng. Tươi tươi nhỉ. Hơi cứng rồi. Mềm thôi anh ạ. Đây hủ tao. Ngồi đây à? Tí nữa anh vào nhá. Anh đi quay ngô thì đã. Đi quay vườn ngô thì đã. Đi ra vườn ngô. Còn là đông cực luôn. Đông quá, đông quá. Được mấy chục ly rồi. Ừ, anh hộ chạy này. Chạy. Anh hộ chạy này. Phải để anh hộ chạy đi. Ê, còn cái trang điểm nữa. Hôm nay toàn gái xinh nữa anh ạ. Xem các chị gái xinh đẹp đâu nào. Các gái xinh đẹp đây rồi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn. Trời ơi, ai xinh thế. Người nùng có còn người kinh đi cùng đấy. Các chị xinh đẹp chuẩn bị ăn cơm. Bây giờ chưa ăn mới quay nhá, thì ăn không quay đâu nhá. Các anh Xuân Long đang tiếp khách đón khách đây. Bên này các chị gái xinh đẹp này. Bên này toàn các anh chị HC sao ấy. Đúng rồi. Đấy, bên này toàn các chị HC. Em chào các chị xinh đẹp nhá. Chào các anh ạ. Đấy, đẹp trai. Càng xinh gái càng hát xinh gái. Chúc bà năm nay là thọ 80 tuổi. Chúc bà là 100. Song hy bạc cùng. Song hy bạc cùng là cái gì? Song hy bạc cùng là cái gì? 100 tuổi. À, 100 tuổi á? Thôi, thế 120 tuổi đi. Thế là để coi lán. Chúc bà sống đến 120 tuổi. Thôi. Đưa tiên sinh ngồi đi. 100 tuổi chưa hết. Vâng, anh ngồi chưa được tí em ngồi. Ăn cơm cùng á? Tí nữa mà các chị ngồi ăn cơm đi nhá. Mời các chị ăn cơm. Vườn ngô. Mọi người đang ăn rất nhộn nhịp, vui vẻ ở trong kia. Trên lưng đồi kia có một cái nhà kìa. Các chị uống rượu chưa? Dô đi em quay một tí nào. Dô đi. Một, hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ô, mâm là 9 chị rồi. 9 người rồi nhỉ? 9 người có được không? Vâng. Các chị là thằng đâu nhỉ? Bác Thủy á? À thế à? Bác Thủy Hữu Lũng à? À Đông Mỏ đó, Chi Lăng á? Vâng ạ. 9 người. Xem các chị uống rượu chén đã. Em đấy. Em lắm là mau luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rô đi, rô đi. Các chị đồng mỏ này uống rượu khỏe lắm đấy anh ạ. Biết rồi. Lần đầu tiên. Uống nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng say. Vâng. Vâng. Tí nữa anh uống với chị một chén nhé. Vâng, mời chị ạ, em mời các chị. Rô đi. À thế ạ, tí chủ nhà mà. Thôi em mời các chị ăn cơm tự nhiên nhé, em đi ra ngoài đây. Chúng ta lui ra đây để các chị ăn cơm tự nhiên nào. Ô chào chú ạ. Sơn các chị vào lâu chưa? Bà vào lâu chưa? Em vào luôn lúc ạ. Xem hai chị xinh đẹp đi đã. Hôm nay mặc đẹp thế chị. Tí có hát không? Hả? Tí có hát xi không? Dạo này không biết hát rồi em ạ. Dạo này không biết hát rồi à? Quên hết rồi. Quên hết rồi. Quên hết rồi. Quên đây chả nắng lắm anh nhỉ. Xin coi chỗ này hơi nắng một tí nha, hết chỗ rồi. Chiều xong nó cứ nặng thế nào. Cái hàng ghế cuối này hơi nắng. Nặng nó đi cả thế. Nặng nó đi mẹ. Chậm đây. Luôn đây gặp ở đường mà. Trời ơi. Các chị Lộc Bình đấy. Mặt thế nhà. Ấy ơ, các chị Lộc Bình đến rồi. Trời ơi. Chị Mừng đây rồi. Đang xếp hàng đi vào đây. Đây hôm nay xin tránh ngồi với các chị xinh đẹp đây nhá. Chị gì sang đây? Có cần không? Được, ngồi ở đây được. Toàn ơi ngồi đi. Vào đây ngồi đi Toàn ơi. Quay đi thôi, toàn những người đơn sĩ này. Ô, 9 người rồi. Là 9 người. 9 người á? Có được không? Được. Được. Bảo lấy bát sang đi kia. Có ai chê đen đâu mà đen nhỉ? Đen nó hay như vậy. Đen nó hay như vậy. Quay à? Quay. Nhâm mi xong, nhâm mi cơn tàu đi. Vẫn nhâm mi mà. Nhâm mi bón nặng tàu đi, nặng là lâu. Còn lấy gì nữa? Hả? Để chị rót phải không? Xem chị xinh đẹp rót rượu nào. Bón cái gì còn đường nước cái cốc còn không ra. Ôi ấu bừng em cá nữa mà. Lấy bên kia được mà, tí thiếu họ là tí. Đi đó. Cháu cân nha. Cao cân được đấy. Cân rồi. Cao cân rồi. Ô bên này ít người thế. Cao cân cũng được quá. Bên này. Bên kia hết ghế rồi. Đi lầu mà. Vâng, quay xa cái nào được. Dạ. Bảo đất, quay đến thì xa cái nào được. Vâng. Xem các chị rót rượu đã. Nếu mà em đi ai còn quay bên này nữa. Vâng. Tắt đến tên rồi. Còn người đen thôi. Đúng không, người ta ngày sinh lại không được gặp. Ôi. Đen giòn. Cháu nữ ăn đi nè. Ồ, ngào ăn nữ đi ăn đi nè. Lạc cần tay nghề thì cứ làm ra. Lạc cần tay nghề thì cứ làm ra. Chúng em bắt đầu cầm chén thôi.
sang mình mua thiêu đấy. Ừ nhờ, sang mình mua thiêu thật. Có đâu, mình biết rồi. Chẳng là... Nào cầm chén đi các chú ơi, các anh ơi. Chúc sức khỏe các anh ạ. Chúc sức khỏe các chú nha. Ướt quần người ta rồi. Đám này tay chọc lòng lắm, mình sửa tay. Mình sửa tay cân đấy. Chọc ngon mà. Mời các chị nha, chúc sức khỏe các chị. Ê đây nào, phần đây. Chúc sức khỏe anh. Đây, đây, đây. Mời tụi nó uống rượu nha. Ồ, thiếu rồi. Quên đấy nhờ, nhầm thôi nhờ. Anh ơi, các chị ơi ngồi vào đây đi. Ôi ơ, đoàn quân này bắt đầu đi mời rượu rồi. Làm việc tiếp khách rồi. Thấy rồi. Quay nữa ăn cơm đi. Vâng. Các chị vào mời rượu đi. Để em quay. Ủa, đoàn quân này đông quá. Tôi mau phẳng này. Các chị em vào đây đi. Vào đây đẹp hơn. Vào đây nắng, đỡ nắng, vào đây đỡ nắng. Ừ, hôm nay nắng nhỉ. Đoàn quân Việt Nam đi. Chúng con cứu. Bắt tay anh ạ. Cảm ơn anh nhá. Bắt tay hai chị này chưa anh? Bắt tay hai chị này chưa? Cái này anh cả của mình chẳng bắt tay không? Chờ đến đây chả anh cả. Anh ăn cơm đi nhỉ, đúng không? Ăn cơm đi. Nào xuống đây. Đây là trưởng thôn làm mình mà. Vâng. Còn đây là trưởng thôn làm khác phải không anh? Hả? Đây thì bác mấy nhà văn hóa trên. À, vâng. À, dừng đi, dừng đi. Dừng đấy. Kiên thôi nhờ. Mời các chị nha, mời các anh nha. Xem các chị uống rượu tí nhé. Các anh cứ tâm tự nhiên em quay các chị các chị xinh đẹp Xuân Long SL đang đi tiếp khách đây. Mời anh em làm bố nhá. Vâng. Kinh ngài tự nhiên á. Bắt tay đi. Mia. Bên kia các chị đang tiếp khách rồi. Mi hụ cảng ô. Ngó mi hụ cảng lô, nhầm lô ra. Hết đi rồi đi. Rồi xong rồi. Làm cái này cũng cơ luôn cũng đấy. Cho hai kinh này nhé. Vâng, đi đi. Chén em đây, tí nữa em uống. Tí nữa uống sau. Tí nữa uống sau. Các chị cứ đi tiếp khách đi. Đi ít người thế. Một nhóm đâu rồi? Em ăn cơm đi. Vâng. Em ăn cơm đi. Vâng. Đồ đấy nhá. Có thể không có nghe thấy không ngủ ốc. Ờ, xin mất. Này, em chỉ cho em này. Vâng, tí nữa lấy. Cho em thằng này. Thôi. Chia nhau à? Sai vào chị Lan ơi, mà Lan à. Ăn này đấy. Cạn đi, các chị ơi cạn đi. Cô. Uống hết. Uống đi, uống đi. Ăn trước, các chị ăn trước. Cái chân mưa này mà một ăn đúng không? Các chị lại tiến quân sang bên kia tiếp. Lại đi tiếp.
đội quân diệt diệu. Em ngồi bên này là uống nước đây. Vâng. Hả? Mà kia rồi nhá. Đang đi mời rượu khách. Đấy, các chị này mới đến đây này. Bắc Giang phải không? Các cô Bắc Giang nhỉ? Các cô đi đến hơi muộn một tí nhỉ? Không sao đâu, vẫn đang mọi người đang ăn mà. Không có con trai à? Toàn nữ thôi à? Thế ạ. Các cô vào đi. Các cô Bắc Giang đến tận đây rồi đấy. Vào ngồi đi cô. Vào ngồi đi. Sớm các chị này uống rượu rồi. Mừng tuổi thứ ba sống bằng kỹ giống như bạn cùng này. Mừng tuổi cho bà. Chúc bà sống bác phụng đang đi, bác đi đang thua này. Ừ, tôi về bản ban về. Bà đi đừng bén đi phí tôi cần phải hết khăn. Bà đi đứng sau chứ phí đừng đấy à? Ừ, cứ bén đi phí thôi. Ban về ông tên cảm ơn tên bạn. Xe bà đi đừng bén đi phí. Làm đúng không? Không, các bà đi đừng bén đi đâu. Bà đi đừng bén đi đâu. Chẳng ra vui chúng ta này bác cùng các bà mô. Chẳng ra vui chúng ta này bác cùng các bà mô. Đoàn quân Việt Nam đi. Đoàn quân Việt Nam đến đây rồi. Cô chủ nhà đang đi chúc rượu mọi người đây. Taxi luôn á? Chưa. Đang chào. À đây là hát tay thôi. Ba này sẽ biết thì cũng cái mà cùng sáng sáng luôn mấy ra hơn. Thế sau thì là hơn. Và bạn này thì mà mang xe à, tôi sẽ để cái nhà đá bạn này cùng mà. Chị bay đâu, chị bay đâu. Hết nha, hết nha.
gia đình đưa tay vào trước đi, gia đình đưa tay vào trước đi. Cháu ra leo không? Ra gia đình đưa tay vào trước đi, đây gần. Chị mừng ơi, ăn tự nhiên nhá. Các chị ăn tự nhiên nhá. Tí nữa. Tí nữa. Vâng. Chị nhá. Mời các chị. Dạ. Vâng, từ từ đã anh. Mời các chị các cô nào. Nào, chạm chén đi. Chạm chén đi. Chạm chén đi một cái đi. Và chúc sức khỏe các chị nha. Chúc sức khỏe chị nha. Chị Lý Thị Mè. Em uống một, cháu uống một nửa nha. Cô uống một nửa nha. Chúc sức khỏe mọi người ạ. Hả? Đoàn quân lại tiến sang đây rồi, cho em đi nhờ qua. À thôi, em đi nhờ qua đây với. Các chị gái SL Xuân Long sang đây mời rượu nhá. Đấy, các chị gái cô chủ nhà đây. Vào uống rượu đi chị Học ơi. Chị vào uống rượu đi. Thấy, thấy cô yên sạch rồi nhá. Cố lên, cố lên, đội nữ cố lên. Cố lên, cố lên. Chị đã uống hết pha thái chém nhá. Đây là xì nơi thôi. Hết nhá, hết nhá. Lớp ăn này à? 1, 2, 3, 4. Cái này mà là cái nào định ký ra nó kiểu ma rồi. Cái nám mới hạ u má. Con trai không có, không tôi to đâu. Có con trai mới to. Con gái kêu yếu lắm. Lại uống rượu tiếp đi các chị ơi, mời các chị nha. Ai nào mà bắn nhờ. Xem đoạn, xem đội chưa đi đâu rồi. Uống rượu đi, uống xong kìa. Uống xong rồi. Nhanh thế. Dương Yến này. Ơi. Hả? Cho em một cái. Cái nữa. Em đang đi theo các chị này.
không cần đoán nhà đâu, cả tám năm chắc là sáu ấy, sáu quân đi nhỏ, tám năm không mình nuôi ao tạm nữa mà. Mâm này toàn người đẹp, các chị các anh cứ vào mời liên tục cái này. Bây giờ toàn anh đẹp trai vào mời luôn. Anh cái lòng. Chào nhá, chào anh em nhá. Vâng. Cho nhìn thấy mặt. Bà đấy cũng tiêm. Ô chị bây giờ má hồng rồi, không đâm rồi. Bây giờ má hồng lắm rồi. Bây giờ là không đâm như lúc nãy rồi nhờ. Em không quay nữa. Rồi không quay đâu. Đấy nè. Hôm nay là sinh nhật bà cụ đấy nhá. Vâng ạ. Thế các bà này được bao nhiêu tuổi rồi? Bà bên này này. Vâng. Thế ạ, ấy ớ, vâng, toàn các bà lớn tuổi nhỉ? Bà này bao? 8 năm rồi á? Ôi ồ, cao nhờ. Vâng. Ôi ồ, 75 mà vơ. Không phải 50 vơ. Không phải 50 rồi vơ nhờ. Vâng. Dạ. Vẫn đẹp ạ. Hôm nay vui là phải đẹp chứ. Hôm nay phải quẩy, tí phải hát xi không phải nhảy nó mới được. Vâng. Dạ vâng, thôi cháu ra đây một tí nhé. Nào, ai đẹp trai nhất đứng ở giữa nào? Ai trả đẹp trai không nào, trả đẹp trai à? Chuẩn bị nhá. Ôi lại sửa quần rồi. Sửa lại con chim nữa. Ôi dồi ôi, lúc nào cũng sửa quần. Đây là ba anh con trai của bà cụ hôm nay sinh nhật nhá. Còn anh áo trắng đứng ở giữa kia là con nuôi. Đây là bốn con trai. Làm một kiểu ảnh nhưng vừa chụp vừa quay luôn. Vâng. Đầu. Quay đây lên mạng đấy. Vâng, lên mạng luôn đấy. Lên mạng luôn đấy. Có viết càng này. Kể đi. Cười vậy. Cười vậy. Báo cho chủ nhà nó một tí đi. Vâng. Hôm nay là sinh nhật của bà mà. Vâng. Chủ nhà đâu ạ? Chủ nhà nói đi. Nói đây, cô Việt nói đi. Chú. Ôi, cô Việt nói ai nói được. Nói đây. Hay là, thôi, hay là mỗi người hát một bài cũng được. Hát cũng được ạ? Dạ. Bảo chú Việt hay là chú chủ nhà nói một đây, câu đi. Chú chủ nhà đây. Gần 6 năm. Vâng. Xa xa mới đẹp. Vâng, thế này nhá. Nói trên tay cũng nông được mà. Cắn nông này. Cắn này, cắn nông này, cắn nông này. Cắn nông này, cắn nông này. Cắn nông này. Các bác thì từ con trai đầu thì từ miền Nam ra. Vâng. Sinh nhật của bà ở trong nhà. Bà mẹ. Bà mẹ ở trong nhà. Vâng. Là các con gái con rể cũng như là quay lợn. Quay lợn. Miền Nam thì bảo quay heo nhưng mà bây giờ ra đây là bảo quay lợn thôi. Là 6 con lợn heo đấy. Mời, 6 con. Gọi là 6 con mu.
6 con mô thiêu. Mày có mô con gái mà sáng là hôm nay là mời bao nhiêu mông? Hôm nay mời bao nhiêu? Hôm nay là tổ chức là hai chú ở đây là tổ chức 75 mâm. 75 mâm, 80 mâm. Vâng. Bên là 80 mâm. Cũng lại mời các bạn về hát xì hát lợn nữa. Đông người hát xì hát lợn lắm nhỉ? Vâng. Các anh em về cũng là... Rất là vui. Hay là... Vâng. Về hôm nay hát xì là rất là vui. Vâng. Không mất được gốc. Vâng ạ. Bản sắc phong tục tập quán của người Nùng phải không? Người Nùng. Người Nùng. Vâng ạ. Hát xì là không bao giờ có là mất gốc. Vâng ạ. Từ đi là cái cũng cái ngày sinh nhật rồi là ngày đám cưới là 1 2 3 cưới là 1 2 3 2 áo kẻ là anh Nông bên kia là anh ba trẻ nhỉ, áo trắng là anh cả anh ba kia là con nuôi cao nhất anh nuôi con nuôi kia anh con nuôi kia trông đẹp trai quá nhỉ. Anh con nuôi con đây là con gái à, con dâu chứ, con gái ở đâu, con gái đây, đi ngủ thôi tớ đây, con gái mặc áo xanh đây, đây con gái mặc áo xanh đây, con xấu hổ à, con xấu hổ đâu à, đấy để chụp ảnh nhá, bấm nhá, không quay à? Đang quay, vừa quay vừa chụp ạ. Quay chứ. Đây, quay rồi. Đang lên mạng vơ. Vâng, đang lên mạng đấy. Để cho xã hội xem vơ. Vâng, để cho các cháu xem. Đúng rồi. Vui lắm, hôm nay vui lắm. Hôm nay vui lắm. Bây giờ 7 giờ rồi nhưng mà còn tục xuống ở đây không? Vâng. Thế cô vào cô phát biểu một cô dâu đi ạ. Con dâu của con nuôi còn gì nữa. Diễn viên thì là một kiểu như là đông vui. Đây đúng rồi, chị đứng dưới, đứng trước, đúng rồi. Bây giờ mọi người theo đó nha, để mặt tươi cười nhá. Kim chi. Nói kim chi để mồm tươi ấy. Kim chi. Đang quay đấy. Nào, cô định phát biểu cảm tưởng, cảm nghĩ hôm nay. Hay hát xì một bài, hai tí hát một bài Bảo Can hay hơn. Ôi mấy em đây. Không hát xì nữa. Bây giờ hát xì đâu. Vâng. Nói chuyện thế á? Vâng ạ. Con gái nói đi. Con dâu. Không thì múa một bài cũng được. Con dâu nói đi, con dâu nói đi. Con dâu cả. Con dâu cả. Ngàn đấy. Cứ nào tạm khỏi hiểu cái bà. Cứ nào tạm khỏi bà nhé. Ở đâu à? Con dâu. Cái này là mà được bảo mình văn này là dân miền Nam đâu mà mời mình văn dân Bắc Giang này thì mà đấy ai yo. Cái này là chuẩn bị cái kim bao rồi à, cái này áo thần hình cái này lục bảo mình phải mừng là kim kim ngon là áo cũng mang là thì mình lái cân để hẳn là. Vâng. Mình bảo mình chắc nám để hẳn là. Đấy không, mình chắc nám hơn cả. Thế ngăn này vui bên này mình thắc cân là mau mi. Mi mau à? Bạn thi trên nào? Mi mau thi rồi, mi chỉ mau thi là mau. À mau thi. Mau thi. Em không quay được máy đây chị. Nói đi, xong nói với cao đi. Thôi.
Đây quý vị đang xem với cả gia đình, các con cái, con gái, con dâu, con trai của bà cụ sinh nhật hôm nay đây. Các bạn nữa, các bạn của con, các con cái nữa, hôm nay rất là vui về dự sinh nhật 80 tuổi của bà cụ ở trong nhà. Mọi người đều uống rượu chúc mừng bà cụ sống đến 120 tuổi. Sau đó là hát thi rất nhiều, bây giờ đang buổi tối rồi, 7 giờ rồi nhưng mà mọi người vẫn tí nữa còn hát tiếp. Chưa về, đang chờ các bạn đến để hát tiếp đây. Chưa ai về cả, hôm nay rất là vui. Mọi người nhớ xem rồi ủng hộ cho kênh Tuyên Sinh TV nhé. Vâng, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các chú. Vâng, đẹp nhờ. Đấy, đấy các chị bắt đầu nhảy thế này. Nhảy, nhảy, nhảy. Hay là tí bật nhạc nhảy một tí. Đây, đây, chụp nha, chụp nha. Hai anh em đây, chụp đây, chụp ra. Vào chỗ cũ mới sáng. Anh Việt ơi, anh vào ơi, vào ba anh em đi. Vào chỗ cũ mới sáng, đấy, chỗ đấy nhá. Ba anh em. Ba anh em nhá. Ấy, áo ở giữa đẹp nhất vơ. Rất cảm ơn các bạn bè anh em mà cả... Chụp ảnh cũng được nói được mà. Vừa chụp vừa nói mà anh. Em chụp ảnh đấy. Đẹp trai lắm à. Đẹp trai nhờ. Ừ, thằng áo trắng đẹp trai đó. Thằng nào chẳng em ạ. Ba thằng... con của bà là thế này, thế này là anh cả nhường cho các em, cứ em út càng lớn hơn một tí nhỉ. Được rồi ạ, đẹp lắm rồi ạ. Ôi giời, không nhiều đấy. Vâng, rồi, được rồi, cảm ơn ạ, cảm ơn chú. Chụp cho ai? Pinong á? Hà cân rồi. Hả? Hà cân rồi. Cây gì nghe chụp sợ là hại nữa đi. Cây nhá. Chị Hiền vào nữa đi cho đủ. Hai, ba, kim chi. Cây nhá. Kim chi. Ôi hai chú kia đây cũng đẹp trai chụp được. Đẹp rồi ạ, đẹp lắm rồi ạ. Đẹp không? Sao nào? Đây. Ủa, tôi hẳn là này. Bây giờ các anh chị uống rượu no say rồi nhá, bắt đầu hát thi rồi, bắt đầu máu rồi nhá. Cháu để em để đây nhờ tí. Vâng ạ, em chào anh ạ. Em để đây nhờ em đi lấy cái chân nhá. Chú cầm hộ cháu. Anh cầm hộ em đấy. Anh em đi lấy cái chân ở dưới này thôi mà. Ở dưới nhà nó để lên. Bay đôi ba cơn đà lô người ta kinh chân tình chỉ bay rất đấy nhà nhà là thế tô lô trên ngàn như trong hôm nào
cái bữa nào tôi sẽ chắc mơ bừng tí bừng ấy nhà là có khi nó cho thêm à rồi máu chết tôi chỉ ngắn rồi rồi nhà là chết tôi lỡ chết à rồi như lỡ chưa hôm như cảnh đồi núi chập trùng rất đẹp. Được không? Ngồi thế này được không? Ồ. Chỗ này hơi đét nhỉ. Để chỗ này nó dâm hơn tí. Để nó trách sang nó dâm. Đi nhờ tí nhỉ. Ôi, hai sang đây anh cũng sang đây luôn. Chói à? Được không? Đạt được không? Nghe được không? Được nhờ. Được không? Đi vào trong kia nhá. Không đẹp tí nào không? Đẹp mà. Cô nó không đẹp tí nào lúc. Mới được 52 phút bọ. Làm một đĩa thôi. Dạ. Vâng. Vâng. Cô đi vào trong kia nhá. Ui, vườn ngô đẹp thế nhỉ. Yeah.
tên dương như là na ba dương ai. Nhà xóm mù mẹ nhà ngài người bé chị nhà bé nữ đại tu băng lẻ đại tu bự Máy này thôi, máy kia lỗi rồi. Lùi lại Thái ơi, con xe đi kìa. Đi từ từ thôi. Ôi, các chú này không hát nữa à? À đây chứ nhỉ? Để sang bên này xem các cô này hát tí. Đấy, đôi này còn cười tươi nữa đây này. Ôi, hát cạnh đống củi luôn. Trên kia trời sầm xì đấy rồi. Một tiếng nữa là mưa. Cái mà bố dù mưa lẻ mê dù mưa. Cho con đi cả.
dạ đạo thần 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 mà xí cả ông bè thần này nhà ta tên phải liều à ba nơi liều ta nhà ta họ sẽ mù pha đi từ từ sẽ mì phở không được về đến nhà bây giờ đó. Trời sắp mưa mà không không mưa đâu, không mưa đâu nhầm chơi, chơi giả vờ thôi, đêm mới mưa, đêm mới mưa, đêm mới mưa. Quân sắp tới nhà phải mở phá xa là tệ thôi sợ có không sợ đâu, hát hay thế này trời làm sao mà mưa được. Nhà đến kẻ kiến là xa lẽ kiến làm sợ đến các chị ở đây, các chị ơi, quay rồi. Ai quay chỗ nào phải quay chỗ đấy chứ. Cái nền này nó bập bênh. Anh không chạm mổ khái đâu nhá. Nhắm vào nhau rồi với. Thấy chưa? Bây giờ là làm thật rồi đó nhá. Chị khác không bà này. Vả tiếp rồi, xem các ai vả nào, tiếp lời nào. Chị xem lắm rồi. Hả? Chị xem lắm rồi. Xem xét không sao đâu mà. Đấy, hát rồi. Anh nào sang hát đi. Ừ. Sang đây ngồi đi, sang đây ngồi đi. Cay đâu? Cay. Cay một tí đang. Hôm nay sinh thế này mà không cay. Khăn này xấu lắm à? Khăn này mà xấu nhỉ? Khăn này đẹp thôi. Xa xa một tí. Vâng, xa xa rồi. Bây giờ thầy bây giờ có những cái tin đau quá. Bây giờ ra rồi, cái xa một tí. Đất ngân
lắm cái anh cho. Được rồi. Đi đi coi. Ngân vào tí nữa. Vướng cửa à? Vướng cửa người ta à? Ơi. Đẹp rồi nhá. Toàn đi dịch vào tí nữa mới được. Dịch vào chị áo đỏ một tí mới được. Không thấy Toản rồi. Nháy rồi, nháy rồi, được rồi. Đẹp lắm rồi. Bao hết rồi. Nháy đâu mà nháy. Chưa bảo người ta đang nháy rồi. Nháy rồi. Kẻ người ta làm anh cũng muốn rồi. Thế làm cái gì người ta đứng cười cười lâu lắm đấy, không phải thằng điên đâu, thằng cười kệ người ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là các chú Bắc Giang nhá. Đây là hai chú Bắc Giang hát với hai cô ở thành phố Lạng Sơn, Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn. Các anh chị đến dự sinh nhật ở xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn rất đông vui. Hai chị gái sờ là Xuân Long đây rồi. Gió lắm à? Đấy. Đấy. Từ đó hát thế vào chứ cho. Nhá. Vào chưa? Đi thải hết từ đây em ơi. Từ tăng lên mới hát được. Bởi vì là mỗi người một nơi. Cây nhá. Cây thôi. Có tốc độ cao nó đâu dùng hết rồi. Đúng tốc độ cao rồi. Tốc độ thường bây giờ nó chỉ cho mỗi ngày nó phải là ghi thôi. Nếu mà hết là ghi kia là thôi rồi. Rồi đây là con cháu rồi sáng mình rút cao rồi sáng. Hết chương trình rồi. Bây giờ là hết, ngày mai mới là có. Thảo nào nó mới lệch như thế này. Nó vừa thế rồi. Nó cháu. Xin mời Pì Nọ tiếp tục nghe phi giao duyên. Hai cô gái xinh đẹp hát với hai anh trai đẹp trai nhá. Đấy, hát cạnh vườn ngô luôn, đằng sau là vườn ngô sum suê. Ui đúng chỗ nắng. Được bật được tất cả vào chơi được. Thế à? Sao nó có xịt máy đây?
Santa rồi. Mời các bạn đã tiếp tục nghe chị bé xinh tươi hát nha. Chị bé thôi nhưng không bé đâu nha. Chị bé nhưng mà rất là lớn. Các chị này về rồi à? Con nhà nè. Hai anh trai trẻ rất đẹp trai hát cùng với các chị gái ở Vân An và La Cát nha, hàng vài. Không quay nữa khói. Dịch lên một tí đi chị. Sát lên một tí đi chị. Đấy, đẹp lắm rồi. Thank you. Mình sang mưa đi. Sang mưa áo. Mình đang không kịp nào. Tôi mình đang. Mình mưa chẳng đeo. Sẽ sang mưa kịp, mình sang mưa. Mình hướng kịp này. Mình chào phải lăng sơn. Ông luôn ở này rồi. Mì ơ mình nắm mà lộ ơ. Nắm mà lộ tại mình mưa được mưa này. Nắm mà lộ bác thủy à, hắn mà lộ ơ.
hàng ngoài ma lô số 10 đi ma lô kì à bây giờ làm ma tàu thế mi bây giờ từ nữa để con mồ cú ma lô con mồ ngang này con cái kia mình đồng tàu để pe bên này rồi con cái cái con sẽ kia năm con tàu pe 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 đồng tàu mua đồ mua vào tăng cái kia mua vào con cái đồng tàu cái này thằng này mình tao bảo mình mà sang mưa mà sang mưa tao lông mình tao đi cho hơn mà xuống dưới kia hát tiếp vào thế nào ấy xuống nhà à xuống nhà thì chơi vào xuống nhà đấy kia đấy 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 xem các chị này hát một tí đã đấy đôi này còn cười tươi nữa đây này ôi hát cạnh đống củi luôn nhà các tê phải liều a ba nữ lão pè trên kia trời sầm xì rồi một tiếng nữa là mưa nhà cá mà bôi dù mưa lẹ mê dù mưa cho son đi cá dạ đạo thần 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 mà xí cả ông bè thần này nhà cá tên phải liều à ba nơi liều ta nhà ta họ xem bộ pha đi từ từ xem mi không được về đến nhà bây giờ đó trời sắp mơ rồi bà không sắp mơ không mưa đâu không mưa đâu nhầm trời, trời giả mưa thôi đêm mới mưa cảm ơn các vị hảo hóa anh mệt ra về anh à hello các bạn này để tôi cầm cho giữ cho chú đừng cho gió nó bay đi nhá bay sao được cái rồi nhấc cả ba chân cầm hai càng như này, hai càng lên, mỗi mỗi tay một càng, đấy. Như này. Lô ra mà, bắn lô ăn đi. Chào mấy cái chú bị hàn nhá.
giờ trời mưa rồi. Bye bye nhá, bye bye. Đi lên nhà, đi lên nhà. Đi lên nhà thôi, trời mưa to, trời mưa to. Trời mưa to. Cẩn thận chúng tôi của chú đây được rồi, được rồi. Ui ôi trời mưa to. Ôi vẫn còn hát kìa. Các chú kia vẫn hát kìa. Mưa to, mưa to. Mưa lắm rồi, không về được. Vâng, không về tối ngủ đây thôi. Không về được đâu. Lại hát tiếp. Trời mưa rồi. Trời mưa này. Đi xem các bà hát tiếp. Ok. Trời mưa rồi lại hát tiếp đi. Trời mưa rồi lại hát tiếp thôi. Trời mưa rồi. Lại hát tiếp đi. Trời mưa các chú lại hát tiếp. Hát to lắm. Bắt đầu 2, 3 nào. Đấy. Gió báo, gió báo. Báo mạnh quá. Các chị vào đây hát nào. Mà với Không bất ngờ lưng vừa hát tiếp đi bà gì hai bà hát nhá, hai bà hát đi để cháu quay. Hai bà hát đi. Cứ hát mời đi, hát mời hoặc hát bà. Hát mời đi thôi, cô cho bà. Bắt đầu nha. Đấy, bắt đầu rồi. Làm việc thật đấy, cái này ấy. Cái này phải đặt cái này thôi. Gõ gập đồng đồng kê. Cái gì đi đâu này?
bà mới chắc ăn cái đấy đâu. Gió giật đùng đùng kêu. Không 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 có đội hát đâu. Đây là hát chuyên. Hát chuyên kêu và hát thôi mà. Đó, hát đi mà các cô không phải hát. Mẹ cho tôi cho hát đi bảo các cô phải hát rồi. À, làm cái này. Không phải. Đó phải chưa. Bốc luôn đi. Các con phải cái này chưa. Mày ngồi xuống. Nhưng mà sợ, sợ. Chị ơi, này sợ cái này xuống đấy. Đây này, bên kia xuống kìa, bên kia xuống kìa. Thấy chưa? Vào trong này ngồi đi. Phân báo số 5, số 6 gì đấy. Trong này ngồi đi. Trong này ngồi đi. Chờ các chị lâu lắm rồi chị ơi. Các anh chờ lâu lắm rồi. Mưa thì hát cái gì đi cho ban đi đào má ta nó sang cày kẹ không ban thì tránh kẹ không chờ các bà đã không chờ vào hát các bà lại ngại rồi. Quay rồi. Vâng. Quay được mà. Cởi tháo cái này. Răng cái này ra. Đúng quay được mà. Cái này cũng là cao rồi. Vâng. Đấy hết mưa vào là hát một lúc đã. Đi đường có xét đấy. Đi đường sợ lắm. Giờ này à. Thấy các chị đến đây này. Các anh đang chờ hát này. Đây. Các anh đang chờ hát này thôi. Đang chờ hát. Chờ hát. Hát ở đâu? Đây. Con đưa nào để cho ba hát một tí. Em vẫn quay á. Vâng. Quay hát mà. Hát đi. Hát đâu này hát à? Đúng. Thì ngày kia ra ngày kia hát hết bây giờ. Ủa hô ra đường á? Quay hát á? Sao?
Ừ, mấy cái taxi nào? Có được đâu. Em quay ở trong này không được. Ờ, nhưng mà đi thì không trông được máy này. Mua lăng mua hảo với xin mua. Sẽ xin là phấn mới chắc có mua này như đấy. Sẽ xin là. Anh đi đây. Ở là thêm lâu ngày. Thì phấn là sẽ đi mua luôn. Đây đây, phấn mà. Phấn như mấy đàn này. Phấn là cái này đấy. À, phải được bài kéo mua tầm phường à? Ờ, phải được bài kéo mua nhân trái đấy. Tầm phường à? Tầm phường à? Cao kết là bố an ơi nhớ để am yêu nữa.